Hello, hi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn về ngò ôm mình trồng nè. Mình đang thí nghiệm thử mình trồng ngò ôm ở trong cái chậu này. Nhưng mà ngò ôm mình sẽ trồng ở trong nhà nha các bạn. Thì trước tiên mình ươm ngò ôm. Mình ươm ngò ôm xong rồi mình mua một cái chậu này là cái chậu mình mua. Nó không có lủng đít. Nó không có lủng lỗ. Nói tới lủng đít, có anh ở trên cái friend, anh nói là nói không có lỗ đi, không có đáy cho nó nghe nó hay hơn. Nhiều khi những cái từ bình dân nhưng mà nghe cũng, anh nói cũng đúng, mình nghe xong mình thấy mắc cười quá. Nghe bây giờ mình nói mình quen miệng mình nói nữa thì mình chợt nhớ tới ảnh. Em cũng cảm ơn anh nha. Thì cái chậu này hả, là không có đá, không có lủng đá ha. Thì mình trồng, mình ươm ngò ôm, mình ươm xong rồi mình bỏ đất vô đây các bạn. Mình ươm xong mình bỏ đất, mình bỏ ngò ôm vô mình trồng, rồi mình cứ tưới nước cho nó sắp sắp ẩm ẩm trong đó thì mình trồng thì nó cũng tốt được như vậy nè các bạn. Bữa nay mình đem ra ngoài để mình tưới nước rưới cho nó sạch sẽ đó. Nên mình trồng ở trong nhà rồi mình để một cái góc nào cho nó đẹp ha, thì thí nghiệm coi nó sống được khoảng bao lâu. Hiện tại thì mình đang trồng cái này thì trong cái mùa hè, của miền miền Bắc Cali, thì mình trồng ở trong nhà mình không biết là nó sống và nó chịu đựng được tới bao lâu thì nó sẽ chết, tại vì ngò ôm mình nghĩ nó cũng rất là khó trồng mà mình không có chùm gì hết, mình chỉ trồng khơi khơi để trong nhà cũng như vừa làm cây cảnh, mà nhiều nhiều khi mình cần có ăn á, thì mình cần có ăn thì mình cắt ngay lập tức á, cho nó đẹp vậy thôi đó. Mình quay cho các bạn coi đó các bạn, mình bỏ trong cái bàn ăn cơm của mình, cái bàn ở trong nhà bếp á, thì mình để như vậy, quay cho các bạn coi nha, nó cũng đẹp, nó cũng vui vui đó. Đây là cái bàn của mình nè, cái bàn của mình để nó cái chậu mình với ông xã mình thì tuổi con gà, thành ra mình hay trưng mấy con gà trong cái chậu nhỏ nhỏ như cho nó vui đó các bạn thấy không. Nếu mà các bạn thích thì cũng có thể làm thử, cái này cũng rẻ tiền, không có mắc tiền, mình làm cho nó vui trong nhà. Nhiều khi cần ăn là nhà bếp thì xọt qua nhà bếp là có ngò ôm liền cho nấu canh chua ha, đó nhìn cho nó đẹp mắt. Mình để ở đây tại vì ở đây mình cũng có cửa sổ, sáng nó cũng có nắng dọi vô chút đỉnh đó các bạn. Mình ra mình không biết nó sẽ sống được bao lâu thì mình sẽ upload cho tất cả các bạn coi nha. Ở đây là cái chỗ mà mình để đồ nhà bếp của mình nè, cho các bạn coi, có ba ông Phước Lộc Thọ, còn ở đây là hình mình với ông xã mình nè, và con gái, đứa con gái lớn, thằng trai nhỏ, bây giờ tụi nó lớn hết rồi. Cái hình này cũng lâu rồi các bạn, đó. Hình này lâu rồi. Đây, một góc nhỏ của mình, trong gia đình của mình. Đây là một góc nhỏ trong nhà mình đó các bạn, muốn chia sẻ với các bạn ha. Ok, thì nếu mà ai có thích thì cũng có thể làm giống mình như vậy nè. Trồng một chậu ngò ôm cho nó đẹp đẹp xinh xinh, vừa có ăn mà lại vừa thơm nữa đó. Thấy cũng vui vui nhưng mà không biết mình trồng sống được bao lâu thì mình sẽ upload cho các bạn coi sao nữa nha. Nhưng mà mình thấy nó cũng dễ, không có tốn tiền. Ok, bye, chào tất cả các bạn.